Ronaldinho là một trong những tiền vệ tài hoa nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Bỏ qua những rắc rối lùm xùm đời tư, những màn biểu diễn trên sân cỏ của anh là điều tuyệt vời không thể bàn cãi. Mời các bạn cùng xem lại hình ảnh về một số pha làm bàn của cầu thủ này. Đây là một trong những trận đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia Pháp vào tháng 4 năm 2002 khi đội Paris Saint-Germain của Ronaldinho gặp gỡ câu lạc bộ Metz. Ronaldinho băng lên ở cánh trái sau một đường chuyền má ngoài của tiền vệ Okocha. Cầu thủ người Brazil chỉ cần chạm nhẹ bằng chân phải để loại bỏ thủ môn huyền thoại Cameroon Jacques Sono và bàn thắng hiện lên trên bảng tỷ số. Mặc dù mùa giải thứ hai của Ronaldinho ở PSG kém hơn so với mùa giải đầu tiên, nhưng mà anh đã có những màn trình diễn đáng ngưỡng mộ. Trong cuộc đối đầu với Marseille, cả thủ thành Rooney và hậu vệ đều bị xử lý gọn gàng trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Phải nói rằng Ronaldinho ghi bàn khá nhiều trong khoảng thời gian khoác áo Barca, và đây là tình huống anh băng vào sau pha dứt điểm không thành công của đồng đội. Động tác của anh khiến thủ môn đối phương không thể bật dậy nổi trong pha bóng này. Trận cầu năm 2003, Ronaldinho ghi một hat-trick tuyệt đẹp trong trận đấu mà Barca đã hủy diệt SKM Buchov với 8 bàn thắng. Bàn thắng thứ 3 của ngôi sao Samba được cho là tuyệt vời nhất trận. Đó là một pha bóng bổng mà thủ môn Bernardi cũng như là hậu vệ chỉ có thể nỗ lực vô ích. Nhưng nói đến bóng bổng phải kể đến cú chip bóng thành bàn của anh trong trận đấu thời còn ở PSG. Đó là tình huống khi Ronaldinho băng xuống và bên cạnh là hai trung vệ Bordeaux theo kèm. Pha lúp bóng đi vào góc cao khiến thủ thành đội bạn chỉ còn đành trơ mắt nhìn theo. Ngay cả khi về Brazil thi đấu những năm cuối sự nghiệp, Ronaldinho vẫn giữ được phẩm chất kỹ thuật đỉnh cao. Khoảnh khắc với cú lốp bóng ghi bàn cho Atletico Mineiro trong trận gặp Arsenal Sarandi chính là một minh chứng. Biết rằng cướp bóng trong lúc thủ môn phất lên là phạm luật, Ronaldinho vẫn quyết tâm phá luật. Đó là trận đấu ở cúp Mexico, khi Rô Vẩu nhận thấy sự sơ hở của thủ thành Alvarez. Anh từ đằng sau khẽ đưa chân cướp bóng, nhưng tiếc rằng sự tinh quái đó đã bị trọng tài thổi phạt. Một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp Ronaldinho không thể không kể đến pha xoay người lừa cặp trung vệ đối phương rồi rê qua cả thủ môn để ghi bàn cho tuyển Brazil. Lại thêm một pha lập công khác mà Ronaldinho đã mang về cho Barcelona, chỉ với một động tác và sau đó là cuộc bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương. Và khi đối mặt với thủ thành đội bạn, động tác lốp bóng của anh đã có thể nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Ronaldinho đã từng khiến cho thủ môn đối phương ôm hận bằng sự lấu cá của mình. Đó là trong một tình huống ném biên và anh đã lặng lẽ tiến về phía khung thành đối phương để xin nước uống. Thủ môn Santos vô tư đưa chai nước cho ngôi sao Brazil mà không hề biết thực chất Rô tiếp cận là để đón quả ném biên của đồng đội và sau đó là pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Bất kể là ở thời đỉnh cao hay là sau này khi mà phong độ giảm sút, những kỹ năng xuất phạt của ngôi sao Brazil vẫn thực rất đỉnh mỗi khi mà anh thực hiện những quả phạt hàng rào. Và đây là một trong những khoảnh khắc ghi bàn của anh trong khoảng thời gian trở lại Querétaro ở Mexico. Hiển nhiên với tình huống như thế này, thủ môn đội bạn cũng chả buồn phản ứng nữa. Khi còn khoác áo PSG, Ronaldinho ghi bàn thắng, cho thấy tốc độ và khả năng dứt điểm hoàn hảo của mình. Khi đó, anh nhận đường chuyền của đồng đội, đảo chân tuyệt hay, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn câu lạc bộ Wigan. Lại một pha bóng tinh quái nữa diễn ra trong trận chung kết lượt về giải vô địch Mexico. Chàng Vũ lén chạy từ đằng sau thủ môn của Santos và cướp bóng ghi bàn vào gôn trống. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này. Thậm chí anh chàng còn phải nhận một chiếc thẻ vàng.
Còn đây là cú volley kiểu xe đạp chổng ngược mà Ronaldinho đã thực hiện sau khi nhận đường truyền từ Xavi. Pha tung người móc bóng của anh đã tung lưới Villarreal ở mùa bóng 2006-2007. Trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2004-2005 đã chứng kiến một trong những pha làm bàn khá đẹp. Đó là cú vẫy bóng bằng mũi giày của Ronaldinho. Anh đã làm động tác giả rồi bất ngờ dùng mũi giày xỉa bóng vào góc xa của khung thành Chelsea. Pha dứt điểm khiến cho hàng thủ Chelsea và thủ môn Peter Cech chỉ biết đứng nhìn. Ronaldinho nổi tiếng với khả năng chuyền bóng không cần nhìn, nhưng mà chuyền bằng lưng mà không cần nhìn thì mới gọi là kinh điển. Chắc chắn nhiều khán giả hâm mộ sẽ còn nhớ pha kiến tạo bằng lưng mà huyền thoại Brazil từng thực hiện trong trận đấu giữa Barcelona và Osasuna. Hoặc như những tình huống mà anh dùng lưng để kiểm soát bóng như thế này. Chúng ta đang xem lại bàn thắng quyết định trận tứ kết World Cup 2002 khi Ronaldinho là người thực hiện quả phạt có vị trí cách khung thành tầm 40m. Nhận thấy thủ môn Simon của tuyển Anh đã lên hơi cao, anh đã tung ra một cú sút bóng bay vào góc cao, đem lại chiến thắng 2-1 cho Brazil. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích những pha bóng của Ronaldinho, đừng quên để lại một bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.